Không, cô tôi được quyền tôi quay. Cái đây là coi như được tôi được trong chúng tôi là được quyền cái thực hiện 25 hiến pháp. Chúng tôi được quyền quay phim chụp ảnh. Không ai ngăn cản được nhân dân chúng tôi. Đây ngày 20. Nhân dân chúng tôi đã đến đây là được quyền quay phim chụp hình. Không ai ngăn cản được nhân dân chúng tôi. Đây là đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhân dân dân Việt Nam chúng tôi, dân oan chúng tôi, ba miền chúng tôi được quyền đến đây quay phim chụp hình coi như nhà cầm quyền. Đảng viên Đảng Cộng sản đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhưng nó đến đây cầu cứu đại sứ quán Tổng thống Trump đã cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi. Sao không phải nhân dân chúng tôi đang làm gì mà coi như cán nhân dân chúng tôi. Không cho được nhân dân chúng tôi được quyền tự do, được quyền ngôn luận. Ở đây là không ai được mà cản nhân dân chúng tôi. Chúng tôi được quyền. Chẳng phải nhân dân chúng tôi, các ông mà cản không cho tôi đang quay phim chụp hình. Ở đây là coi như quay phim chụp hình. Nhân dân chúng tôi là được việc thực hiện 25 cái hiến pháp. 25 cái hiến pháp đã đặt ra. Cũng nhờ thuộc Quốc hội đặt ra 25 quy hiến pháp. Chúng tôi đến đây coi như nhà cầm quyền lấy dân làm gốc mà lại cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Thì nhân dân chúng tôi đến đây cầu cứu đại sứ để mà cứu lấy dân oan Việt Nam chúng tôi, cứu lấy dân Việt Nam. Trong Việt Nam chúng tôi là quá rất khổ sở, coi như là bị có nhà có đất, đất của cha ông để lại mà đảng viên Đảng Cộng sản các tỉnh Bình Định đã cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi, cướp sạch phân lô bán nền đem đi bán. Như vậy là coi như dân Việt Nam chúng tôi đi đâu về đâu, sống đi đâu, tất cả đều về đâu mà không giải quyết. Đi cướp đất chính thà nhân dân chúng tôi có đất có nhà, có mồ hôi nước mắt hy sinh cho quốc gia nhà nước đã làm cái gì cho công ích xã hội mà tại sao đảng viên Đảng Cộng sản lợi dụng chức vụ quyền hạn cho tay là đảng viên đi cướp đất, cướp nhà của nhân dân chúng tôi đem đội đi bán. Là Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định, Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định là người đảng viên Đảng Cộng sản, tại sao cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi đội đi bán? Nhân nhỏ nhà coi như là lên nhân dân chúng tôi lên cầu cứu tổng, cầu cứu Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Kim Ngân. Bao nhiêu năm nay rồi không giải quyết nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đi đâu, về đâu đây? Nó báo người ta ở trong cửa. Tôi là Nguyễn Thiều, ở tỉnh Tuyên Quang. Là một viên chức nhà nước, nghe Đảng Cộng sản tỉnh chống tham nhũng mà tôi đã bị Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đuổi tôi. Tố cáo đúng rồi, nhưng mà tuổi tôi ra khỏi nhà, ra khỏi cơ quan và không cho tôi quyền và lợi ích hợp pháp, không trả tôi quyền lợi ích hợp pháp và không thu tài sản để cho nhà nước. Và tuổi tôi ra khỏi cơ quan, ra khỏi nhà. Vậy tôi thì yêu cầu Đảng và Chính phủ can thiệp để tôi có một cái cuộc trả lại quyền và quyền lợi hợp pháp cho tôi. Anh được mà. Rồi nhóm thứ hai ở thôn Hồi Kết, xã Tân Hải, phố Hồ Nhân, tỉnh Bình Định. Đất của tôi bị ma cấp chính nhiều. Nó to lên. Chúng cướp đất của tôi để bán cho nhà đầu tư. Chứ không phải là chuyện của quốc gia. Nếu quốc gia làm thì tôi không nói đây là Hồ Quốc Dũng. Ma cấp chính quyền. Mấy đất của tôi để bán từ nông, bán thuộc lợi ăn. Bây giờ tôi ra đây yêu cầu. Không nhân viên Thủ tướng Chính phủ mà không nhân viên nên nhân Bình Định chúng tôi. Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giải quyết đêm họ toàn hắn ta liên ngành tới giờ Bình Định. Hắn ta tới bà Hồ Quốc Dũng nâng cấp nhãn nhiên. Bây giờ yêu cầu các cấp chính quyền có thẩm quyền hãy giờ hắn ta dùng cho dân oan nhiều lắm. Giờ mới đi tôi ở tại Hà Nội, tôi ra tại sứ quán đi. Cầu đại sứ quán Tổng thống Trump cứu. Tổng thống Trump cứu
trầm trăng quan Việt Nam chúng tôi, bây giờ chúng tôi mất đất mất nhà, không có thể nào mà không ai mà giúp đỡ chúng tôi hết, yêu cầu cả sư pháp tổng phương tâm để mà cứu rước lấy cho những người dân quan cho chúng tôi được tự do. Tổng thống Trump, 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 đi vô đây, tiền cửa đi vô đi, vô bà con mình đi vô đây chứ còn không có đứng ở đây làm gì, đi vô đi, bà con vô đi, giờ bà con cứ vô đây chứ bây giờ không cho bà con đi đi đâu, bà con đi đi đâu? Người ta để mà giúp đỡ chúng tôi thì chúng tôi đã mất đất mất đai rất nhiều rồi, không có thể nào mà sống được nữa rồi, tất cả người lãnh đạo lo cho nên cô cả máu đất nước cùng rồi. Đằng này là người lãnh đạo. Cô như nhân dân chúng tôi đi đâu về đâu đây, nhân dân chúng tôi là coi như mất đất mất nhà, giờ nhân dân chúng tôi đến đây là coi như là coi như tấm sinh mà tự thiêu rồi, cái nhân dân chúng tôi không biết đi đâu về đâu đâu, nhân dân chúng tôi biết đi đâu về đâu. Giờ tới đại sứ quán là coi như là đây chúng tôi là bất cứ đại sứ quán là chúng tôi cũng đi ra cứu lấy nhân dân Việt Nam, cứu lấy nhân dân Việt Nam. Rồi bây giờ nhân dân chúng tôi biết đi về đâu, đi đâu đây? Giờ thì cái đại sứ quán là chúng tôi cũng đi đến. Cậu đó trong nhân dân tâm tâm tâm. 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 Đi lại cho kia. Đi lại. Tâm 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 đi lại đây. Tâm tâm tâm. Tâm tâm tâm. Nhân dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam chúng tôi đến đây không con đường nào sống trong đông đâm ơ, cứu lấy dân Việt Nam đây. Tổng thống Trump, 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 chúng tôi. Định mình đi vô anh. Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam. Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam. Tổng thống Trump. 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 Nhân dân Việt Nam chúng tôi coi như là bị đảng viên Đảng Cộng sản tỉnh Bình Định đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi, cướp sạch không còn cái những gì hết. Quần áo tức tập bắt cướp cái những gì của nhân dân chúng tôi tạo lập lên là cướp sạch, cướp đánh trộm, cướp cả tổ chức. Cho nên nhân dân Việt Nam, nhân dân Bình Định chúng tôi đến cầu đến Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chúng tôi gấp bao nhiêu đơn rồi mà tại sao các vị không xử lý, không để mà coi như là chủ tịch tỉnh Bình Định, chủ tịch các tỉnh đã trả đất, trả nhà nhân dân chúng tôi. Tại sao ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lạnh thinh đã chỉ đạo tỉnh Bình Định đi cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi cho nên không giải quyết. Giờ nhân dân chúng tôi đến đại sứ quán cầu cứu đại sứ quán là cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi, đừng để nhân dân chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất nữa. Nhân dân chúng tôi quá khổ rồi, giờ chúng tôi biết đi đâu về đâu. Đơn nhân dân chúng tôi tới đại sứ quán, nhân dân chúng tôi công an có nhận đơn chúng tôi, có nhận đơn chúng tôi 90 lần rồi mà tại sao công an quốc ở đâu, quốc ở đâu mà không trên lên để các cấp để giải quyết nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là người thật việc thật mà tại sao không xử lý trả đất trả nhà nhân chúng tôi để nhân chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất. Vì giờ trung dân chúng tôi đứng đây là coi như đã cho mọi người thấy cho vừa. Bây giờ dân chúng tôi đã không quay giao chúng tôi đứng đây là còn quay giao, dân chúng tôi được quyền đứng, quay giao được quyền đứng mà dân chúng tôi công việc đứng đây. Dân chúng tôi là không mất quyền con người. Dân chúng tôi là không mất quyền con người đâu. Trung ương đảng ăn cướp mà bây giờ bác chồng bác đang hô hào chống tham nhũng, ai không chống thì đứng xem sang bên đây, cô đang chống tham nhũng thì con đứng ở đây. Không được giải quyết chúng tôi đã mất đất mất nhà nhiều rồi, lâu rồi để chúng tôi quá khổ. Người lớn tôi hết rồi, đi tắt vô bạc, bây giờ tắt bạc rồi. Mà coi như là nhân chúng tôi người lớn rồi, quá khổ. Đừng làm để nhân dân chúng tôi quá khổ như thế này. Để nhân dân chúng tôi khổ như thế này. Đáng lẽ công an là bảo vệ nhân dân, bảo vệ cái tham nhũng. Để nhân dân chúng tôi, chứ tại sao công an để bảo vệ cái tham nhũng. Và để đàn áp nhân dân chúng tôi, đuổi nhân dân chúng tôi đi thế này. Bây giờ nhân dân chúng tôi không biết đi đâu về đâu. Bây giờ nhân dân chúng tôi đứng đây. Lương bảo vệ cho đất nước hay là bảo vệ cho nhân dân hay là bảo vệ cái tệ tham nhũng, đầu cướp đuôi trộm nhân dân chúng tôi, ai là đầu cướp đuôi trộm chính đáng dân đáng cộng sản, đầu cướp đuôi trộm nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi không cảnh bằng trời chiếu đất như thế này. Công an là bảo vệ cho đất nước. Công an dối ra trường xe hồng xe mà gọi là anh hùng. Còn đứng đây ha, bảo vệ cho kẻ tham nhũng đầu trọng đuôi cướp là loại con nửa điên. Đang thằng ta cũng đứng xe luôn xe. Đang mà không cần. Bây giờ là coi như bây giờ mình dẫn cái đèn xe hồng xe kia. Đọc lại lịch sử đi. Xem ngày xưa Việt Nam. Đọc lịch sử đây là tao dốt nát. Không đọc lịch sử bây cái đọc lịch sử bây nghe bây hiểu biết đi. Đấy, bác nói quăng. Bây giờ dạy cho tôi nói, mình gọi ra là coi như là coi như là đường xe, trường xe mới gọi là anh hùng. Ra đường xe, tao nói nhà ra ra đường xe gọi là anh hùng. Mới gọi là anh hùng, con ta nó mới ra đường xe, nó đường xe nó bảo vệ được kìa. Con ta đã đi nhiệm vụ kìa, nó ra đường xe, hồng xe kia. Ra chứ mà biết. Ra rồi. Ra lúc nào? Con ta đã đi nhiệm vụ rồi. Ra lúc nào? Ra lúc nào thì mày coi mà hỏi chứ mà đứng đây mà biết gì mà nó hỏi. Biết bao nhiêu đảng của mình đang ở đấy không? Chưa ra được hôm nào bác kiểu lúc tung.
Thầy lấy biếu lung tung, con ta nên đi bảo vệ vậy đó. Con ta nên đi bộ đội đông ra vậy đó. Bỏ thời gian, bỏ công sức ra ngoài đấy xem cho nó làm gì. Mày đừng, đứng đây, mày đối đáp với dân. Dân chúng ta quá, dân chúng ta không hiểu được. Dân chúng ta ra đây. Bao nhiêu đảo là đấy là của dân chúng ta, bao nhiêu đảo là ai ở đâu? Ta không nói bằng đảo, ta nói đây nói với dân tận đâu. Đi ra bảo vệ, bảo vệ đảo gì? Hoàng xe, đường xe mà gọi là anh hùng. Lên trên này đứng đi. Gọi là anh hùng, bay đứng được, anh ta đứng được. Bay đứng được, anh ta đứng được. Bay lên bờ, ta lên bờ. Bay xuống đất, ta xuống đất. Bay ra đường, ta cũng ra đường. Không phải là bay ở đây là bay đàn áp dân chúng ta đâu. Không đàn áp được. Làm gì đâu mà đàn áp? Bác lại nói linh tinh. Không có nói linh tinh. Ví dụ vậy, anh ta nói bay đứng được, anh ta đứng được. Bay đứng được, anh ta đứng được. Bay lên bờ, ta lên bờ. Bay xuống ruộng, ta xuống ruộng. Chứ bây giờ ta có nói chúng ta không chưa nói đàn áp. Không được đàn áp. Thế nữa. Bây giờ ta không được đàn áp nhân dân chứ sao nữa, Bà vừa kêu đàn áp không ai đàn áp bà. Tao này là không đàn áp nhân dân, bay đứng dưới đất ta cũng đứng dưới đất. Bay lên bờ ta cũng đứng, mà ta đứng xét này cũng chưa cho gì. Nếu đó là của bác cũng là của cháu. Đúng rồi. Nhân dân mà. Đúng rồi. Đúng rồi, chắc cháu đứng được rồi cô đứng được. Chắc cháu lên bờ còn lên bờ, chắc cháu xuống ruộng còn xuống ruộng. Thôi cô đừng diễn làm gì nữa, mất thời gian. Tổng thống Trump, cứu lấy dân Việt Nam. Tổng thống Trump, dân Việt Nam sống cánh bằng trời chưa đất. Tổng thống Trump, không thống nhà không có. Tổng thống Trump, khổ quá, người ta nói tiếng Anh mình nói tiếng Việt, nên soạn câu bằng tiếng Anh ấy. Đây 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 đây, biết sai chỉ tả rồi. Đây đây, cản này làm gì có từ này. Cản này không có sai. Sai chính tả người ta cũng đọc được. Cản á, bây giờ là già cả rồi. Trẻ mà còn sai tránh trả, mà già cả là cũng sai tránh trả hết. Cản á, còn nếu sai tránh trả là coi như già chịu. Tụi bây cũng già sai tránh trả được. Dấu mấy chữ E đấy. Mấy đừng có coi như là đàn áp nhân dân chúng tôi. Nhân chúng tôi là được quyền. Có cái quyền của người. Cái luật nhân viên, cái quyền của người nhân dân chúng tôi được quyền đây, được quyền đứng, được quyền hội họp, được quyền mưu tình, không ai ngăn cản nhân dân chúng tôi. Quyền trong khuôn khổ pháp luật, còn nếu bác không công nhận thì bác cứ làm đi thôi. Các bác là chủ nghĩa ấy đó, giúp tôi. Tổng thống Trump, cứu lấy dân vơi! Tổng thống Trump, cứu lấy dân Việt Nam vơi! Tổng thống Trump, cứu lấy dân Việt Nam vơi! Tổng thống Trump, cứu lấy dân Việt Nam vơi! Tổng thống Trump, cứu lấy dân Việt Nam vơi! Tổng thống Trump, cứu lấy Việt Nam, dân Việt Nam vơi! Tổng thống Trump, cứu lấy dân Việt Nam vơi! Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi vơi. Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam vơi. Bây nhà cầm quyền lấy dân làm góp đất cướp nhà dân chúng tôi sạch hết rồi. Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam vơi. Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam vơi. Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam vơi. Bây nhà dân Việt Nam bị nhà đảng viên đảng cộng sản cướp sạch hết rồi, cướp không quần còn kẻ quần kẻ áo ở tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam ơi. Alo, chưa? Tổng thống Trump, 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 tổng thống Trump.
đúng rồi, mỏi mồm. Mệt đi. Khổ lắm chú ơi, chúng tôi đâu có muốn đi đứng ra này cho khổ sở. Nắng mà được tiền. Tiền ở đâu? Ở đây ai mướn mà tiền? Ai mướn mà có tiền? Ở đây anh nói sai rồi. Anh đã nói sai rồi. Nếu mà điều tra, nếu mà điều tra. Tại vì nói là tại anh đứng đây đã được tiền. Đúng là nói sai rồi đó. Nhân dân chúng tôi là không ai cho, không ai mướn. Là tại sao nó được tiền? Họ chúng nói lại đây. Chú công an nói lại đây, đừng nói nó được tiền. Nhân dân chúng tôi không có ai mà cho mướn tiền. Tại vì coi như là coi như nói sai. Chú công an nói sai rồi. Chú công an nói sai rồi. Chú công an nói sai, được tiền ở đâu? Ai lấy được tiền? Tại vì chúng tôi là coi như được tiền. Ai là không ai được. Nếu mà điều tra ai mà mướn tiền, mướn bạc nhân dân chúng tôi thì cái điều tra đây. Công an giờ ông chú công an đi điều tra ai là mướn nhân dân chúng tôi. Không ai mướn nhân dân chúng tôi. Ai mướn tiền? Ai là mướn tiền nhân dân chúng tôi? Tại sao công chúng giờ nó là nhân dân chúng tôi có tiền? Nó điều tra để nhân dân chúng tôi có tiền. Là chúng tôi không có sống thế này nữa. Không ai mướn nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là người mất đất mất nhà. Tại sao chúng nó làm? Ai mướn nó được tiền? Ai cho được tiền? Chú nói sai, nói lại đi. Chú công an kia nói lại đây, tại sao nó ai cho mướn? Ai mướn nhân dân chúng tôi đây? Ai mướn nhân dân chúng tôi? Mướn nhân dân chúng tôi đây, đưa đường này tốt với đường luôn. Tốt với đường rồi, tại nó đã nhân dân chúng tôi là mướn rồi. Ai mướn? Ai mướn? Ai chẳng đồng đồng kéo không được anh nhá. Kéo nhân dân chúng tôi không được. Ai là mướn nhân dân chúng tôi? Mướn đứng đây. Mướn đứng đây. Tại chỗ kia nó mướn. Ai mướn cho chúng tôi? Ai mướn cho chúng tôi? Tạo không khí. Ai mướn nhân dân chúng tôi? Phản ánh không đúng sự thật. Nếu là ai mướn nhân dân chúng tôi thì chúng ta điều tra cho một nhân đảng chúng tôi tốt đến đây. Đến một bánh nhân đảng đây. Bánh nhân đảng chúng tôi chết đây. Ai là mướn người đó? Ai là mướn? Chú là mướn thức phát ngôn bừa bãi. Phát ngôn thật đúng. Phát ngôn bừa bãi. Ai là người mướn nhân dân chúng tôi? Có điều tra, nếu mà ai mướn nhân dân chúng tôi thì cứ bắn đây. Ai mướn? Nhân dân chúng tôi là người mất đất mất nhà. Mà tại sao chú công an nói là mướn? Có tiền, đứng đó tôi có tiền. Có tiền ai cho? Ai cho có tiền? Bắt tôi bay được, bắt chặt nước đứng đây thì có tiền. Ai cho? Ai là người mướn? Chính các người đứng đây mà có tiền. Các người ở đây mới có tiền. Chứ dân dân chúng tôi là người mất đất mất nhà, không tiền không bạc. Không tiền không bạc. Cháu nhìn thấy việc các bác đã làm. Nhân dân chúng tôi không tiền không bạc thì cướp hết mà nói ở đây tao nói là chú công an nói là ở đây là đến đây là có tiền. Ở đây là có tiền, ai là có tiền? Cứ điều tra. Cứ điều tra, nếu mà dân chúng tôi ở đây anh ai mướn có tiền á, chứ 2.000 thôi, đừng nói nhiều, 1.000 thôi, cả 1.000 thôi, chắc anh bắn đây, đừng có để nhân dân chúng tôi sống như thế này. Cứ bắn đây, cứ bắn đây, như thật giết thật là không có sợ. Vâng, thì như này là các bác đã đứng lên tất cả mọi thứ rồi, còn gì đâu mà sợ. Tất cả mọi thứ khó khăn bao nhiêu. Đứng đây đúng rồi, mà công an ở đây, công an tại là coi như đại sứ quán này. Nói dân chúng tôi đã đi đã đến đây là có tiền. Có tiền. Có tiền. Anh này đã cầm cái cây đấy. Không biết, biết anh nói lại chúng tôi có tiền. Ai mướn bao nhiêu? Ai đã cho tiền chúng tôi? Ai là cho tiền chúng tôi? Cái nhân dân chúng tôi khôn cho trên thế này, đất nhà thì cướp sạch. Cướp sạch của nhân dân chúng tôi không còn gì. Nhân dân chúng tôi đã quen đâu, nhân dân chúng tôi đến đây có tiền. Có tiền. Đồng bí thư hỏi ai chống tham nhũng đây? Đồng bí thư hỏi ai chống tham nhũng đây?
Chúng ta nói là coi như dân chúng tôi, ai muốn cái tiền chúng nói ra đây. Chúng nói ra đây, nhân dân chúng tôi đã đất này là ai là người ra tiền chúng tôi? Ai là người cho tiền chúng tôi? Ai là mướn chúng tôi? Chúng nói ra mình mà vinh bạch đây. Đừng có đỡ mờ ám nhân dân chúng tôi quá đau khổ nữa. Ai là người mướn? Ai là người chỉ đạo mướn chúng tôi? Tại sao chúng nói là coi nuôi như là dân chúng tôi đến đây là có tiền? Chúng phát ngôn bừa bãi, không đúng sự thật. Ông có thể là lên tiếng là nhà nước Việt Nam là như vậy như vậy như kia gì đó để mà rồi với Hàn Quốc bản thân chúng tôi. Đừng có đem cái con chúng bà con dân oan chúng tôi, dân oan chúng tôi đã mất đất mất nhà bị nhà cầm quyền đảng cộng sản, đảng viên đảng cộng sản tỉnh Bình Định đã cướp sạch nhân dân chúng tôi, không còn gì nữa. Đảng viên đảng cộng sản 63 tỉnh thành cướp sạch nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi đội đơn tử các cái cơ quan, các thẩm quyền cũng như là báo công để giải quan chúng tôi, sợ sợ báo công không dân hay giải quan chúng tôi để chúng tôi đến đây cầu cứu đại sứ quán. Đại sứ quán nhà nào chúng tôi cũng đi đến để cầu cứu nhân dân chúng tôi, cứu dân Việt Nam chúng tôi. Tôi nói chung nói riêng là dân quan Việt Nam chúng tôi, không phải là coi như là chúng tôi đến đây mà ai mướn tiền, ai là người mướn, ai là người cho tiền chúng tôi, không ai hết. Đừng có phát ngôn đem chuyện khó khăn nhân dân trong chúng tôi. Người thật việc thật cứ điều tra, nhưng nhân dân chúng tôi ai là người mướn thì nhân dân chúng tôi điều có hết. Còn không ai mướn là đồng chí này phải nói cho bằng được, cho bằng có. Đừng nói thêm nước bấm với nhân chúng tôi, đủ dùng quan vô khống, vô quan vô quại dân chúng tôi, vô khống nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đòi đơn tới ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Kim Ngân cũng như là bao công cứ xử nhân dân chúng tôi giữa cái đúng và cái sai. Nếu nhân dân chúng tôi sai thì xử lý, còn cán bộ sai phải xử lý trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Đừng có để nhân dân chúng tôi sống cảnh bằng trời chiếu đất như thế này nữa. Tới đây là coi như là mướn tiền, ai mướn, ai là người mướn? Công an thì mướn nhân dân chúng tôi chứ ai vô mướn? Đây là ông Phúc Hồng Đào mướn nhân dân chúng tôi ra một đường xá chợ đây. Công an tỉnh Bình Định là xúi dục nhân dân chúng tôi đi ra đến đại sứ quán này để cứu cứu. Bởi vì công an tỉnh Bình Định nó ra công an đi cướp là cũng là công an, cướp đất cướp nhà cũng là công an. Bây giờ công an nói lục quật nữa, tôi chúng tôi là đi dạy là có tiền, ai mướn, ai nhân dân chúng tôi có tiền? Nhân dân chúng tôi là coi như đội đơn tới các cái cơ quan có thẩm quyền để giám sát chúng tôi, như các cái cơ quan thẩm quyền, cái bao công của cái cơ quan thẩm quyền đây là ngồi chỉ ngồi bồi nhìn thôi, bồi nhìn nhân dân chúng tôi mới đến đây, đừng có làm bồi nhìn nữa. Nhân dân chúng tôi đến đây tại sao cản trở nhân dân chúng tôi không cho đến đại sứ quán để kêu gọi đại sứ quán để cứu dân Việt Nam? Phải dân Việt Nam nói chung nói riêng là dân oan đã khổ được sống cảnh bằng trời chiếu đất. Đấy, tổng bí thư nói là đại biểu của chọn những người có đức có tài vào quốc hội vào đại hội đảng khóa 13. Chúng tôi là coi như là đi làm thuê cho ai không biết, làm thuê cho Nguyễn Phú Trọng đây. Cháu đã từng bỏ tiền túi ra mua vé máy bay cho một số bác. Ông mà xin xóa mà ông mua
không, 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 họ cũng không xin chú cháu, họ cũng không xin chú cháu. Đây là tự nguyện. Cháu xin lỗi bác nhé. Cháu bác là sự tình cảm với nhau thì một số bác này bác là quay phim lên đấy. Không, nếu mà bác quay cháu lại phải quay bác. Coi như nhân dân Việt Nam chúng tôi là sống cánh bằng trời chiếu đất. Nhân dân, coi như dân chúng tôi được có nhà có cửa ở đàng hoàng, chứ không phải nhân dân chúng tôi là cầu sống cái kế là đầu đường xó chợ. Nhà cửa chúng tôi đầy đủ mà tại sao vô cướp đất cướp nhà chúng tôi, mất 4 giờ sáng vô cướp hàng trăm hàng 350 đến 400 người bắt gia đình chúng tôi nhốt để cướp đất cướp nhà đem đổi đi bán, đi mang đi bán. Coi như là nếu nhân dân chúng tôi có mảnh đất mồ hôi nước mắt nhân dân chúng tôi tạm lập thì có lên nếu có lấy thì lấy lại không ít quốc gia cái gì cho đất nước, thì nhân dân chúng tôi phải đền bù một cái điều hành 181 phải đền bù nhân dân chúng tôi xứng đáng những bữa đây. Đằng này thì cướp đánh đòn nhân dân chúng tôi không đền bù, không giấy tờ, không có giấy cưỡng chế. Cướp đất cướp nhà chúng tôi không có biên bản nào hết. Cướp đánh trận, cướp vô tổ chức. Cướp là coi như là cướp có tổ chức đàng hoàng. Nhân dân chúng tôi đến nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Nhân dân chúng tôi đến đây coi như là cái sự thật, người thật việc thật đến đây để cầu cứu đại sứ quán cứu dân Việt Nam, nói chung là dân quan chúng tôi coi như là có cái sự bình yên, nhân dân chúng tôi được cơm no áo ấm. Nhân dân chúng tôi chúng phải nhân dân chúng tôi là ai đến là ai mướn, đừng phát ngôn là nên đây coi như chúng tôi đến đây là có tiền. Nhân dân chúng tôi chưa có ai cho 1.000, chưa có ai cho một cách. Nhân dân chúng tôi đúng như giờ này nếu công an mà có quyền có lực mà đi điều tra, nếu mà dân chúng tôi á ai cho ai mướn nhân dân chúng tôi, nhưng trong chúng tôi chịu thực tư hình thực hình một cái cách xứng đáng thì các ông đừng có nói vô cực vô quan vô quả. Nhân dân chúng tôi đi đổi đất đổi nhà mà không trả, mà đi đánh bao công rồi mà bao công cũng từ chối mà từ chối cái nhân Việt Nam dân ơn chúng tôi, mà tại sao là nói nhân chúng tôi là như thế này, mà tới đây nói là của dân chúng tôi là đi là có tiền. Ai đã cho tiền, ai là mướn tiền nhân dân chúng tôi, đừng có vu khống dân quan dấu vạ dân chúng tôi. Dân chúng tôi là người thấp cổ bé hồng mà đâu có phải nó nợ cái này có trình độ này kia này kia, nó không biết. Các ông biết cái điều tra đây, các ông là công an mà đi điều tra, nếu dân chúng tôi như làm hành động đó các ông cũng trông chạy. Còn dân chúng tôi đó sự thật là ông báo cáo lên đây trả đất trả nhà chúng tôi đi về ổn định cuộc sống, đất nước phải trong sạch văn minh tốt đẹp, đừng để cho nhà thế này dân chúng tôi nó thế này là coi dân chúng tôi là coi nó đi kiếm thuê kiếm mướn. Khi bác cảm xúc tăng thương chào đi xuống về sau cái chèn đó là nó có mình đi. Cháu xin lỗi bác là cứu mỗi lần tại đây nhân dân chúng tôi là coi như là mệt lắm.
Đúng, anh nói là đúng. Ở đây nhân dân chúng tôi là đến nay là coi như sống cánh màn trời chiếu đất, là coi như kêu mang của dân Hà Nội này, cứu mang của nhân dân để cứu giúp cho nhân chúng tôi thì có, cái đó thì có, tôi chấp nhận. Không có, không ai muốn nhân dân chúng tôi, nhân dân Hà Nội này, nhân bất cứ nhân ở đâu để cứu lấy nhân dân chúng tôi vì miếng cơm manh áo, cái áo, cái quần, còn rau cộng quả, hộp gạo để mà cứu lấy dân quan chúng tôi, để nhân dân chúng tôi tiếp tục trên đường khiếu kiện. Chứ không phải là ai đây là ai mướn nhân dân chúng tôi. Đừng có nói nhân dân chúng tôi vu khống quá ghẻ nhân dân chúng tôi nữa. Nhân dân chúng tôi là quá khổ nhiều rồi. Các anh phải thông cảm nhân dân chúng tôi, đừng có phải là con nhân chúng tôi như thế này. Không ai mướn. Tại sao cô nói biết bao nhiêu mà nó đi chứ, thì mướn đi. Mấy chú nha, năm mấy chú đừng có để mấy chú thôi nữa. Không có thể mà đàn áp như thế này. Chúng tôi đâu có mất đâu. Về đó rồi, đi về đó.